Hello my friend, chào mừng tất cả mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục vào quẩy danh Master Flame 3 anh em ạ. Như ở clip trước, em có xem thì mình có gặp Grey Kama ấy. Nó mà đốc điên cuồng luôn. Và cái kết là mình đã thua sấp mặt anh em ạ. Hôm nay quyết tâm vào phục thù, phục hận luôn. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Let's go. What?